Xin chào mọi người, tôi tên là Vũ. Tôi hiện tại tôi đang sống ở Phan Thiết. Tôi có một đứa con gái tên là Trâm Anh. Hiện tại cháu đang du học ở Mỹ và học ở trường cao đẳng cộng đồng Edmund. Hiện nay cháu đang hoàn tất cái chương trình trung học. Thì so với cái quá trình học của cháu thì là cháu học ở trường này thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian tốt nghiệp trung học của cháu so với ở Việt Nam, và cái chương trình học ở đây rất là nhẹ nhàng, không có phải là nặng như ở Việt Nam, nên tôi đã chọn cái trường này cho cháu. Thì trong quá trình mà cháu đi qua Mỹ học thì là tôi cũng đã nhờ cái công ty tư vấn là Hoàng Kim Phát. Đây là một cái công ty mà có những cái đội ngũ nhân viên tư vấn rất là tốt. Các bạn đó làm việc rất là nhiệt tình, từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khi khâu phỏng vấn, đã tạo cho mình cái người mà đi có con đi du học rất là an tâm và tự tin trong cái lúc mà phỏng vấn. Nên tôi đã chọn cái công ty này. Thì qua đây tôi cũng chia sẻ với các bạn mà có con cái mà muốn cho các cháu đi du học thì nên chọn cái công ty Hồ Kim Phát, bởi vì tôi đã cũng trải qua rồi, tôi đã biết rồi. Thì là cái visa khi con tôi đậu á, thì visa thì tôi cũng được đậu visa luôn để dẫn con tôi qua bên cái trường đó học. Thì khi qua trường Edmund thì tôi thấy là đây là cái trường rất là tốt, có những cái điều kiện sinh hoạt và cho các cháu học tập tốt, và những cái người xung quanh, những cái nơi ăn chốn ở của con tôi cũng được ổn định, nên tôi không phải lo nghĩ nữa. Thì là qua đây tôi cũng xin chia sẻ với mọi người những cái thông tin như vậy. Nếu mà các bạn có quan tâm đến cái chuyện mà con cái mình đi du học thì nên chọn cái công ty Hoàng Kim Phát. Và cuối cùng thì tôi cũng nhân đây tôi cũng xin gửi đến cái công ty Hoàng Kim Phát lời cảm ơn sâu sắc, và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để mà tiếp tục cái công việc của mình, và chúc cho công ty ngày càng phát triển và làm ăn thành đạt hơn. Xin hết. Thank you.